mẫu SUV cỡ lớn Maxus Territory 2022 mới vừa ra mắt, xe được phát triển dựa trên khung gầm xe bán tải với thiết kế hao hao Palisade. Maxus Territory 2023 là SUV cỡ lớn với tên gọi như giống Ford Territory, sắp ra mắt Việt Nam và được phát triển dựa trên khung gầm của xe bán tải. Trong triển lãm ô tô Thành Đô 2022 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc, thương hiệu con Maxus của hãng SAIC đã vén màn một mẫu SUV mới mang tên Territory. Cái tên này khiến nhiều người liên tưởng đến For Territory 2023 chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng sau. Khác với For Territory mới, mẫu SUV Trung Quốc này được phát triển dựa trên khung gầm của xe bán tải. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ lớn, Maxus Territory 2023 có chiều dài 5046mm, chiều rộng 2016mm, chiều cao 1876mm và chiều dài cơ sở 2950mm. Với kích thước này, Maxers Territory 2023 sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Hyundai Palisade và Ford Explorer. Ngay cả thiết kế ngoại thất của Maxers Territory 2023 cũng khá giống với Hyundai Palisade, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, mẫu SUV Trung Quốc này được trang bị lưới tản nhiệt hình chữ nhật cỡ lớn, sơn màu đen và nối liền với giải đèn LED định vị ban ngày nhỏ hẹp ở hai bên. Trong khi đó, đèn pha của xe nằm dọc ở hai góc cản trước và cũng có thiết kế hình chữ nhật bắt kịp xu hướng đang thịnh hành trong làng xe Trung Quốc hiện nay, Maxus Territory 2023 sở hữu sơn ngoại thất phối hai màu tương phản. Trong đó, phần nóc, các cột bên sườn. Ngoài ra, xe còn có khe gió giả sau cản trước và bộ vành hợp kim đa chấu sơn hai màu, nằm trong hốc bánh khá lớn. Khe gió này được trang trí bằng điểm nhấn màu cam, tương tự lưới tản nhiệt. Đằng sau Maxus Territory 2023 xuất hiện đèn hậu LED nằm vắt ngang đuôi xe. Đây cũng là phong cách thiết kế hiện đang được nhiều hãng ô tô áp dụng. Tiếp đến là cánh gió mũi màu đen, đèn phản quang nằm dọc ở hai góc cản sau và hai đầu ống xả giả. Với kích thước lớn, Maxus Territory 2023 mang đến không gian nội thất rộng rãi với ba hàng ghế, cung cấp 5 chỗ, 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Chiếc xe được trưng bày trong triển lãm ô tô Thành Đô 2022 được trang bị nội thất 6 chỗ với hai ghế thương gia ở giữa. Nội thất của Maxus Territory 2023 có nhiều trang bị đáng chú ý như vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí đặt nổi phía trên hai cửa gió điều hòa. Núm xoay chuyển số thay cho cần số truyền thống, núm xoay chọn chế độ lái và phanh tay điện tử. Trái tim của Maxus Territory 2023 là hệ truyền động My Hybrid, bao gồm máy dầu 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít và hệ thống điện 48V. Nhờ đó, xe có công suất tối đa 160 kW, khoảng 217 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Cuối cùng là hộp số tự động ZF8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh, và 3 khóa vi sai nhằm đảm bảo khả năng chạy off-road của Maxus Territory 2023. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.